Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh mua bán trâu của em ngày hôm nay nha Hiện tại thì Phúc đang có mặt ở ngay Củ Chi à, Sáng ngày hôm nay thì xuống đây em ghi hình đang bán cho chủ nhà này đó là một cặp trâu đực nha Chiều cao cho động cái cặp trâu này em đo ngay lưng là một m 2 hết cho anh chị ha Cặp trâu này thì em quan sát đánh giá là nó đều trâu nha chị Còn chân móng nè Chân móng thì em kiểm tra hết hai con rồi nha anh chị Tất cả là chân móng đẹp nha Chân móng sò hết nha anh chị Đó anh chị quan sát nè à, bốn cái dàn chân trụ nó nè anh chị quan sát nè rất là to nha anh chị đã chiều cao là một hai còn xé tích cái con trâu này hoàn toàn nghiêm chỉnh nha xé tích đúng nha anh chị đó trâu này thì tầm khoảng là trên 8 tháng vậy bao hết nha bao hoàn thiện nha anh chị nha anh chị đó thì để em quay cái cặp mông cho anh chị coi nè đó anh chị quan sát rõ cho em cái cặp mông nha hai con luôn nha anh chị để em quay hai con chị quan sát ha tất cả là đẹp hết nha anh chị đó cặp trâu dao động là một bánh hai trâu chiều cao nha anh chị rất đẹp nha đó hai con trâu thì ngoài 8 tháng chị đó trâu này trâu đồng cho việc có mình nhan nên là sẽ lớn rất là nhiều hơn trâu miên nha đó tại vì cũng có nhiều anh chị không biết trâu á không biết nên là em sẽ nói rõ cho anh chị luôn tại vì em buôn bán đâu đó thì phải rõ ràng nha đó nên là anh chị mua thì anh chị là hoàn toàn yên tâm nha anh chị đó anh chị quan sát mặt mày nó giùm em ha đó chiều cao thì dao động mét 2 sẽ tích đúng nghiêm chỉnh không sẽ hông chân móng hoàn thiện móng sò hết cho anh chị ha đó thì báo giá cho anh chị luôn đà cặp trâu này á, thì anh chủ nhà bán cho anh chị quyết giá là 43 triệu nha anh chị 43 triệu cho anh chị ha cái cặp trâu cao mét 2 nha anh chị đó chuyện chị có xem video này của em và mình ưng cái cặp trâu này và mình muốn mua cái cặp trâu này điện chị hãy liên hệ ngay cho em 038 260 3807 cho chị 43 triệu ha 43 triệu cho cặp trâu đực này đó trâu này em xin nhắc lại nha là trâu đồng trâu diệt của mình nha chứ không phải trâu miên nha chị tại vì em buôn bán đâu đó phải rõ ràng trâu diệt thì nói diệt trâu miên thì nói miên nha vậy chị trâu này trâu diệt và em bao cho anh chị như thế nào em bao cho anh chị kiểm tra về chăn móng hoàn thiện xác tích đúng nghiêm chỉnh hoàn thiện đó cao mít hai cho anh chị ha sẽ tích đẹp đẽ cho anh chị luôn với mức giá là 43 triệu ha đó anh chị em nào gần xa mà mình thích nuôi trâu hoành muốn sở hữu ngay cái cặp trâu này liên hệ ngay cho em 038 260 3807 nha và anh chị cọc trước em là 1 triệu đến 2 triệu Để chúng ta là giữ cái cặp trâu này nha anh chị thì bên em sẽ có người giao trâu đến tận nhà đến tận chuồng cho anh chị luôn là trong thời gian sớm nhất nha anh chị thì cái con trâu đợt số 2 này thì em quan sát cái dàn chân sau á một chân bên phải nó thì nó do bị dướng dây nha anh chị nên là nó có một chày một chút xíu cho anh chị ha nhưng mà không sao anh chị rất là nhẹ nha đó thì em kiểm tra thì trâu có sao thì em nói vậy giao đến tận nhà cho anh chị là phải đúng ngay cái cặp trâu này nha đó thì em buôn bán thì nó cũng nhiều khách hàng rồi nên là anh chị mua trâu bò qua kênh của em thì yên tâm ha Trâu thì có sao thì em nói vậy những con bò mà bao chữa thì em bao chữa nè bao khám mà bao lòi cho anh chị luôn Em làm giấy cam kết cho anh chị là bao rồi chú đẻ luôn Thì anh chị biết là em bán bò, bán trâu thế nào Đó Thì em xin nhắc lại nha Để cho cô chú bác anh chị cần xa mà mình tin tưởng Mình mua thì anh chị hoàn toàn yên tâm ha Tại vì em bán đâu đó phải rõ ràng Đó Chiều cao dao động cái cặp trâu này là một hai móng thì hoàn thiện ha. Có con số 2 này thì do chủ nhà là Nó do dướng dây nha Thì anh chị nhà tháo ra thì nó bị chạy chút đỉnh ngay cái chân sau này Đó anh chị thấy không vàng chân sau vậy ngay cái khớp ha đó chạy rất là nhẹ nha chị ngoài ra thì tất cả hai con trâu này thì hoàn thiện hết cho anh chị ha với mức giá là 43 triệu cho chị em nào cần xa nha thì thôi đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái clip này tại đây nha chị thì em quay video thì em quay tầm 3 bốn phút thôi chứ không có quay nhiều tại vì em cũng mất thời gian của chị á thì em mua bán thì nó nhanh lẹ nên chị cũng biết ha đó anh chị nào có xem video của em và mình tin tưởng thì anh chị cứ nhắc máy lên gọi ngay cho em nha em chào cô chú anh chị